Nay cùng với chúng ta sẽ có ông Francis Sola và anh Thể phiên dịch viên. Mỗi người sẽ thực hiện một bài thuyết trình trong khoảng nửa tiếng. Để đặc biệt chào các bạn thì hai ông đã có cái mũ đặc trưng của Việt Nam để đón chào các bạn trong ngày hôm nay. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Trong hôm nay chúng ta sẽ xem xét bốn câu hỏi như sau ạ. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về việc virus corona thì có ảnh hưởng hay không đến dự án của chúng ta, dự án Skyway. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những bình luận về bài phỏng vấn vừa qua từ Anatoly Nitsky. Sau đó thì chúng ta sẽ xem thêm hai câu hỏi từ lần trước. Có hai bạn đã hỏi chúng tôi về việc là dự án sẽ được xây dựng ở chùa Loyang hay không, và về kế hoạch quản lý rủi ro của SVC. Начнем с первого вопроса. Как ни странно, на мой взгляд, и об этом говорит и Юницкий в своем интервью тоже, что коронавирус, он пока оказывает так называемые косвенные положительные влияния на наши процессы, на наш проект. Косвенно оказывает положительное. Theo như tôi thì tôi nghĩ thì không có điều gì ngạc nhiên, cũng như là Anatoly Nitsky thì cũng nghĩ như vậy, tức là virus corona thì không lại có ảnh hưởng, nhưng mà có ảnh hưởng tích cực đến dự án của chúng ta. Выключайте микрофон у себя, хорошо? Значит, почему это влияет положительно или каковы эти вообще влияния? Дело в том, что наш процесс идет дальше, на технологию это никак повлиять не может, изменяется в мире среда, вот и все. Пока она не сильно тормозит и не сопутствует нам. Tại sao chúng tôi lại nói là cái virus corona này thì không ảnh hưởng, và ảnh hưởng lại còn tích cực đến dự án của chúng ta? Vì thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến bản thân công nghệ, chúng tôi vẫn đang phát triển. Và thứ hai là nó tạo ra những cái thay đổi trong thế giới. Và như vậy là nó có lợi cho dự án chung của chúng ta. Я сейчас отвечу на третий вопрос, будет ли стройка у Пак Далаям, и на четвертый, и после этого я перейду к комментариям, на мой взгляд, что очень важно выделить в интервью с Уйвиницким. Các câu hỏi số 3 và số 4 thì chúng ta sẽ xem sau khi mà xem các bình luận về thông tin từ bài phỏng vấn mới đây của ông Anatoly Nitsky, mà theo chúng tôi là nó sẽ khá là quan trọng hơn. Кто не знает, я просто скажу, что пагода Лоям находится недалеко от города Халонг, очень красивом месте на возвышенности. И этот проект продолжается. Это первое такое сообщение. Còn về chùa Loyang, nếu mà có bạn nào còn chưa biết về cái khu vực đó thì chúng tôi xin nói thêm, đó là
một ngôi chùa ở trên cái vùng núi ở gần Hạ Long, thành phố Hạ Long, cũng cảnh quan khá là đẹp. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục các công việc liên quan đến dự án này. Здесь произошла небольшая временная задержка благодаря или по вине того, что в вьетнамском телевидении в конце прошлого года, по-моему, в ноябре месяце было очень отрицательное как бы интервью и освещение вообще, скажем так, ну, скажем так, Skyway. Причем технологию никто не разбирался, там, это технология или что еще. Одним словом, было выступление, и это повлияло на процессы. Я сейчас объясню, как. Một số công việc nó có một số sự bị ảnh hưởng nhất định. Nếu mà như các bạn biết thì vào khoảng cuối năm ngoái đã có một một số những cái thông tin từ đài truyền hình ở trong nước. Cái điều tệ là họ không phân biệt được công nghệ hay là gì, họ chỉ nói là nói về dự án Skyway, và điều này đã ảnh hưởng đến đáng kể đến cái tiến trình dự án. Sau đây thì sẽ có giải thích thêm. Просто передвинулись, мы должны были уже съездить в ноябре месяце в, ну, в делегация, скажем так, наших партнеров из Хайлонг, компания Тхука, и из администрации, там и еще кое-кто в экотехнопарк в Минске. Но этот процесс приостановили. Kế hoạch trước đây thì đáng lẽ vào khoảng tháng 11 năm ngoái thì đoàn Hạ Long sẽ đoàn các đại biểu từ Hạ Long gồm chính quyền và rồi doanh nghiệp sẽ đến khu Eco Technopark ở Minsk để tham quan. Nhưng mà tuy nhiên là cái kế hoạch này nó đã bị ảnh hưởng. Потом этот мы стали планировать на апрель месяц, но похоже, что раньше мая вообще рассчитывать не приходится. То есть процесс идет. И второе очень важное сообщение, что все наши как бы предпроектные исследования, первую фазу мы провели, они сделаны, имеется видеоролик, который показывает анимацию этой трассы, там продвижение в пагоду Лоян. Và sau đó thì đã phải chuyển kế hoạch sang khoảng tháng 4, nhưng mà hóa ra thì trước tháng 5 thì sẽ khó để mà có thể thực hiện được như vậy, nên là nó sẽ bị tốn thêm một chút thời gian. Nhưng mà trong cái thời gian này thì các nghiên cứu tiền dự án thì đã được thực hiện, đã có những video giới thiệu sơ qua về cái tuyến công trình này, nên là mọi việc thì vẫn đang được thực hiện, đang được xúc tiến. Чтобы эту тему закрыть, я просто здесь скажу, что если есть эта видеоанимация, она не совсем правильно, база была сделана нашим партнером из Халонг, вот, из компании Туха или кого там они заказывали. Но есть видео, если партнер как бы разрешит, мы с ним договоримся, я даже покажу его здесь в нашем, на нашем каком-то одном из будущих ближайших вебинаров. Nhưng mà tôi cũng nói thêm với các bạn là cái video đấy thì nó được thực hiện bởi đối tác của chúng tôi, công ty Thu Hải. Nhưng mà nó cũng có những điểm nó không thể hoàn hảo hết được đâu. Và tất nhiên là trong webinar sắp tới thì tôi sẽ dành thời gian để cho các bạn xem cái đấy. То есть процесс и проект пока нормально все продвигается. Достаточно нормально. Nói chung thì hiện tại công việc liên quan đến dự án này thì vẫn đang, theo đánh giá là vẫn đang được tiến hành một cách bình thường, và thậm chí là có cái sự hối thúc ở đây để cho tăng tốc nó lên. Mọi việc vẫn đang tiến độ bình thường.
Что касается четвертого вопроса, где о плане управления рисками Sky World Community, я хочу здесь сказать следующее, что Sky World Community – это платформа, которая и компания, которая обеспечивает информацией и организацией кредитования проекта. У нее рисков, скажем так, есть только некоторые текущие риски, зависящие от финансовых регуляторов. Первый вопрос. И второй вопрос – это банковские операции, передвижение денег. Переведите, а то длинно буду говорить. Về vấn đề quản lý rủi ro của Skyward Community, thì đây là một cái nền tảng cho phép tổ chức đầu tư, cho phép thực hiện các cái khoản vay cho dự án. Thì các rủi ro ở đây chúng ta có thể tính đến đấy là rủi ro về những chế tài quản lý tài chính, và thứ hai là về các cái giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Tiếp theo còn một số rủi ro nữa thì sau đây ông sẽ nói tiếp. Основное, чем мы управляем, это вывод работы этой платформы или площадки на так называемый лицензированный уровень функционирования. И в ближайшее время вы услышите о тех как бы возможностях, которые готовятся, вот-вот-вот должны быть как бы, ну, обнародованы или сообщены вам. Về các rủi ro này thì cái phương thức để mà quản lý, để mà có chiến lược quản lý các cái rủi ro đấy là sẽ phải hoạt động theo các giấy phép được cung cấp, được cấp phép. Và trong thời gian sắp tới thì các bạn cũng sẽ được thông báo về những cái tính năng, những cái chức năng. Если же вас интересует вопросы управления рисками проекта, то очень хорошо это расписано в бизнес-плане. Там ничего, там очень основательно это все проработано. Его вы можете найти в документах, которые есть у вас в этом в вашем личном кабинете, если он у вас есть. Если нет, можете выйти на сайт unitsky.com. И там вы тоже можете найти бизнес-план, там посмотреть, там есть отдельный раздел риски и управление рисками. Прогнозирование управления рисками. Nếu mà các bạn muốn biết thêm về vấn đề quản lý rủi ro của dự án nói chung, thì các bạn có thể tìm được thấy nó ở trong cái mục riêng ở trên trang unitsky.com. Hoặc là ở trong cái điều này nó được ghi rõ ở trong tài liệu gọi là tài liệu kế hoạch kinh doanh ở trong văn phòng cá nhân của các bạn. К тому, что Юницкий сказал в своем интервью самые основные моменты. Первое – это то, что Expo 2020. Значит, что по этому поводу важно сегодня нам знать? Первое, он отметил, что чтобы там участвовать, надо заплатить просто клубные деньги, 5 миллионов долларов. Вот, и это ты просто будешь в списке спонсоров. А чтобы участвовать, надо еще оплатить и экспозицию. Поэтому было принято решение, о котором я сейчас скажу. Về các cái thông tin mà chúng ta được nhận từ trong bài phỏng vấn với ông Anatoly Nitsky gần đây, thì thứ nhất là về cái sự kiện được mong chờ sắp tới vào năm 2020 là Expo 2020, thì chúng ta cần biết đó là theo thông tin được cung cấp thì để mà tham gia vào cái triển lãm này thì phải trả một khoản tiền khá lớn tới 5 triệu đô. Trong khi đó, với số tiền đó thì mới chỉ được là đưa vào danh sách những nhà bảo trợ, nhà tài trợ cho sự kiện này. Còn nếu mà để mà có những cái trình diễn
có cái thì sẽ phải trả tiền riêng thêm nữa. И здесь очень важно отметить то, что у нас есть своя экспозиция, она находится в 10 километрах от главного экспо павильона, где на инновационном парке все есть. Там будет к тому времени построен, там можно будет посмотреть и будет организовано посещение. И это намного эффективнее, чем ютиться, платить большие деньги, ютиться на, значит, на экспозиции, основной экспозиции. То есть, повторяю, у нас есть своя хорошая экспозиция. Это инновационный парк в инновационном центре американского университета. И там, к тому времени, уже будут действовать основные, скажем, наши продукты. Với cái sự kiện này thì chúng ta có đề ra một cái hình thức khác để có một cách tốt hơn để mà có thể trình diễn về cái công nghệ của mình, đó là tổ chức việc tới tham quan ở công viên công nghệ đổi mới ở trong khuôn viên của trường Đại học Hoa Kỳ tại Sharjah. Thì cái cách này nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với trả những cái khoản tiền kia, mà hiệu quả nó còn tương đương và cao hơn. Строительство в Шарже и привязка технологии к требованиям Объединенных Арабских Эмиратов показало, что надо применять еще новые решения, технологические решения, которых раньше, ну, не предполагалось. Hình xây dựng ở Sharjah thì chúng ta có thêm một số thông tin như là việc các chúng ta đang hoàn thiện một số công nghệ, giải pháp công nghệ, tại vì có những cái yêu cầu về tiêu chuẩn địa phương ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì những cái điều đấy chưa không thể lường trước được và cần phải có những cái giải pháp mới cho chúng nó. Упор, сделанный на сварные соединения металлоконструкций, осуществляемые на местах, следует заменить и применить технологию, которую раньше не рассматривали, так называемых соединений металлоконструкций на болтовой основе, на болтах. То есть крепление, болтовые крепления на очень высококачественных болтах. Một trong những cái vấn đề nổi lên đấy là trước đây thì chúng ta sử dụng các cái mối hàn để mà kết nối các kết cấu kim loại, nhưng mà tại đây thì chúng ta đã phải đổi sang theo tiêu chuẩn địa phương cho nó phù hợp, để tức là chúng ta dùng các mối nối sử dụng bù lông đai ốc cao cấp. Потому что первично сделанные сварные соединения в условиях, которые существуют в Объединенных Арабских Эмиратах, они там и покраска, и так далее, обработка поверхности, они обеспечивают устойчивость швов 10 и чуть-чуть более лет. А это не совсем совпадает с концепцией от 50 до 100 лет жизнедеятельности с конструкцией. Và cái việc hoàn thiện phát triển các kết nối các mối nối kim loại này thì nó sẽ tăng cái thời gian sử dụng lên. Поэтому принято решение именно применения технологии, которая обеспечит от 50 и выше лет жизнедеятельности металлоконструкции, как это и положено, и это болтовое соединение именно там, в тех климатических и, скажем так, технических условиях, которые там есть. Thì nó để cho phù hợp với cả cái nguyên tắc khai thác sau này, để sao cho cái tuổi thọ khai thác có thể ít nhất là tối thiểu 50 năm trở lên. Идет, и он описывал более подробно, но в
коротко сказать можно так, что привязка технологических решений к нормативным требованиям в Объединенных Арабских Эмиратах, и там их достаточно много. Nói ngắn, ngắn gọn lại thì đang diễn ra rất là tích cực những cái công việc liên quan đến làm phù hợp hóa các giải pháp công nghệ của chúng ta với các tiêu chuẩn địa phương của UAE. Những cái tiêu chuẩn này thì cũng khá là nhiều. Возникали вопросы по поводу BIMCAR, той самой компании, которая там выступила и как бы примазалась к технологии инновационного транспорта. Что и как в этом плане? Я сейчас прокомментирую. Vấn đề BIMCAR thời gian vừa qua thì có thể nói một cách nhẹ nhàng là có sự nhái về mặt công nghệ ở đây. Ты однозначно ответил, и мне понравился его ответ, что здесь волноваться не стоит. И я так комментировал на различных вебинарах эту тему. Не стоит волноваться, потому что самым основным средством защиты является патент, различные авторские документы, информация о том, кто где с чем выступал и на каких выставках что показывал. Câu trả lời của Anatoly Nitsky thì rất là đúng đắn, tức là chúng ta chẳng có gì phải đáng lo cả. Tại vì cái điều quan trọng nhất đấy là chúng ta có bằng sáng chế, có quyền tác giả, có đầy đủ các cái công cụ pháp lý để bảo vệ sở hữu trí tuệ của mình. И важно здесь именно то, что идет именно процесс. Как там ошиблась эта BIMCAR и примазалась, но можно понять, Юницкий это сказал, что у них есть какие-то взаимоотношения с муниципалитетом, и есть основное полагать, что они вообще-то занимаются больше не строительством, а их задача разработать видение мобильности города. И тут они, конечно, оперлись на ту информацию, которая имелась у города именно вот в нашей технологии. Ở đây thì chúng tôi có thêm thông tin về cái quá trình sự việc nó đang diễn ra, tức là BIMCAR có những cái mối quan hệ đối với chính quyền địa phương và họ được đặt hàng để xây dựng một cái gọi là tầm nhìn chiến lược về phát triển giao thông địa phương, và như chúng ta có thể thấy là họ đã sử dụng cái tài liệu như thế nào. Нашей технологии с одной стороны, с другой стороны, все отрегулирует участие в тендере госпоставки. Когда будет она объявлена, она должна быть проведена, и мы будем в ней участвовать. И там, естественно, наши преимущества, ну, скажем так, абсолютные в какой-то степени. И поэтому тут регулирующим моментом будет являться именно тендер госпоставки. Và nếu mà trong trường hợp mà có dự án thầu, các gói thầu mua sắm của chính phủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ tham gia với đầy đủ những cái thế mạnh của mình. Что касается именно пандемии, или как Юницкий высказался, и он очень правильно сказал, здесь я долго не буду об этом говорить, важно то, что он выразился, экология планеты нарушена. Гнет природы снижается, как это ни странно, но то, что люди осели дома, это знак, и этим показывается, что люди, смотрите, природа хоть немножко отдохнет. Thêm nữa, Anatoly Inuski cũng có nói về việc đại dịch hiện nay, thì không có gì đáng ngạc nhiên rằng là hiện nay thì môi trường đã bị phá hủy rất là nặng nề, và cái việc mà mọi người phải ở nhà trong cái thời gian dịch bệnh như này cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, và giúp cho chí thì môi trường thiên nhiên cũng được nghỉ ngơi một thời gian.
Но это очень серьезный глобальный звонок, в кавычках, звонок, колокольчик зазвенел, что, друзья, коллеги, надо многое что изменять. Мир переформатируется, и он уже не будет такой, какой он был до этого. Мы находимся в кризисной ситуации, коллега Франчишек Солар немножко об этом тоже нам расскажет, и нам полезно это знать. Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, vì mọi thứ nó đang thay đổi rồi, mọi thứ sẽ không, sẽ khác đi không như hiện nay nữa. Hiện nay thì chúng ta đang trải qua một cái cuộc khủng hoảng, và tiếp theo một lát sau thì ông Francisek Sola sẽ còn nói chia sẻ thêm với chúng ta về điều đấy, rất là có lợi. Следующим слайдом я хочу вас порадовать, дорогие друзья, что перспективы развития технологий инновационного транспорта интересные и важные, и хорошие. То есть перспективы у нас прекрасные. Trước khi vào slide này thì chúng tôi muốn xin chúc mừng tất cả các bạn, tại vì những cái triển vọng mà sắp tới dành cho chúng ta là rất đáng kể, rất đáng để vui mừng. То есть это абсолютно инфраструктурный проект, эта технология влияет на все инфраструктурные решения. Это создается новая инфраструктура транспортной системы, то есть Transnet, создается и начинается на базе этого инфраструктура объектов недвижимости, то есть различные новые поселения, реурбанизация, то есть из городов люди больше будут рассредотачиваться. Далее это новая инфраструктура, система взаимосвязи различных, в том числе и световолоконные кабели для интернета. И, наконец, это новая инфраструктура производства. Вот база для того, что будет после того, как завершится вот эта пандемия. И это наша перспектива, это наша система, это наша технология, ради которой мы с вами работаем. Và điều mà chúng ta có thể kỳ vọng ở đây là một công nghệ, các công nghệ của Skyway nó ảnh hưởng lên tất cả mọi thứ, từ xây dựng hệ thống vận tải mới đến tạo ra hạ tầng mới cho các công trình, trong đó thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc là phân bố dân cư, những người từ thành phố sẽ sinh sống ở cái cự ly xa hơn, phân tán ra hơn so với hiện nay. Tiếp theo là hạ tầng mới cho những cái hệ thống tương hỗ ở đây, ví dụ như là về các cái đường cáp internet để tham gia kết nối các khu vực về mặt thông tin. Tiếp theo thì nó còn tạo ra một hạ tầng mới cho sản xuất nói chung. Và tất cả những cái điều này thì nó là chúng ta đang tạo ra một cái cơ sở cho cái điều mà sau khi đại dịch nó sẽ tiến tới. Đó là tất cả mọi thứ đó chúng ta đang tạo nền cho tương lai, và hệ thống của chúng ta là cái nền tảng của cái tương lai như thế. Теперь, что важно в следующем, дорогие друзья, здесь приведена свод, анализ проекта именно технологии инновационного транспорта, проект технологии инновационного транспорта. Это сильные стороны, это слабости, это возможности и опасности. Я сегодня не буду вдаваться в подробности и раскрывать каждую. У вас есть возможность этот материал, значит, использовать, скачать здесь, или вам будет он разослан, и там вы разберетесь. Но хочу сказать, что очень сильные стороны очень хорошо влияют на то, чтобы подключать возможности и нивелировать опасности, которые существуют. Но есть и слабости, над которыми мы работаем. Поэтому это в какой-то степени ответ на вопрос, который был там в начале, что как управление, как управляются риски. Во-первых, они известны, во-вторых, ими, ну, как бы с ними работают.
Trong slide trình chiếu này thì các bạn có thể thấy một phân tích SWOT, nghĩa là viết tắt của những cái điểm mà chúng ta sẽ phân tích về các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và rủi ro thách thức. Đây cũng là một cái phần trả lời cho câu hỏi thứ tư về cái kế hoạch quản trị rủi ro. Chúng tôi sẽ không nói chi tiết các cái điểm ở trong này, tại vì các bạn có thể xem, có thể tải về sau hoặc sẽ được nhận qua email. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi xin nhấn mạnh một điều là trên cơ sở phân tích này thì chúng ta có thể nhìn vào các cơ hội mặt mạnh và có thể cân bằng, cân đối được những cái rủi ro mà có thể gặp phải. Следующий слайд я бы хотел с вами поделиться следующими вещами, что как к этому проекту относиться, есть как бы два сценария или два пути, где можно использовать один путь, один сценарий, можно использовать только второй сценарий, но можно их состыковать, то есть оба сценария развивать, создавать портфель акций и Skyway Global Token, и с другой стороны создавать свой бизнес и свою структуру на основании этого проекта, поддержки этого проекта. И первый, и второй. Оба сценария возможны. И возможно каждый по отдельности. Я быстро прокомментирую, что и как. Trong slide tiếp theo thì các bạn có thể thấy có hai phương thức, có hai chiến lược để sử dụng. Chiến lược đầu tư và kinh doanh. Cả hai phương thức này thì có thể dùng riêng cũng có thể dùng chung. И только от этого зависит, как я это осуществлю, как я это осуществлю. Это повлияет на то, что это служит формированию сумм для дивидендов и получению текущих выгод. В том числе через СТО и IPO в конечном итоге. Sử dụng phương thức thứ nhất cũng như là phương thức thứ hai, cái đấy thì nó sẽ ảnh hưởng tới số tiền hay là cái số số tiền mà chúng ta nắm giữ, và nó cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau này thông qua các cái sự kiện như là STO hay là IPO. И еще, что с этим связано? Ведь как я могу рассматривать свою позицию? Это жизненные, здесь приведены жизненные признаки, то есть жив этот инвестор-предприниматель или он не жив, или с него толку большого нет. И вот здесь я прокомментирую, что здесь есть. И если он есть, если это действует, что здесь внизу написано, да, то это значит, что он на пути к инвестору в четвертом квадранте Роберта Киосаки. Và các bạn đang nhìn thấy những dấu hiệu để cho thấy là một người, một nhà đầu tư doanh nhân họ đang sống hay là họ không sống. Không sống tức là họ đang có những ngày trôi qua và họ không làm được cái gì cả. Và nếu mà có những cái hành vi như là nêu ở phía dưới đây thì tức là họ đang chuyển sang trạng thái các cái loại xếp loại là nhà đầu tư ở trong cái ô thứ tư ở trong kim tự đồ Kiyosaki mà lần trước chúng ta đã nhắc tới. И здесь я очень быстро пройдусь. Первое. Сумма инвестиций, величина портфеля, принадлежность корпорации. То есть это дает принадлежность корпорации, которая дает возможность стать инвестором. Второе. Это количество личных инвестиций и программ, инвестиционных программ, пакетов. Dấu hiệu đó, các hành động đó có thể như sau, tức là nó liên quan đến cái số tiền đầu tư và kích cỡ danh mục đầu tư. Ở đây nói đến cái việc là sở hữu của nhà đầu tư. Thứ hai là số lượng chương trình gói đầu tư cá nhân.
очень важно и читать книги в день. Да, книгу в день очень тяжело прочитать, но сейчас хорошее время, есть возможность почитать. Не одну книгу, а сколько страниц в день ты прочитал. Второе. Сколько вебинаров, или прослушал ли ты один плюс один вебинар в неделю? Провел ли сколько-то встреч? Встреч невозможно привести, но так называемый маркетинг. Участвовал через интернет, ты что-то сделал? Ты пошевелился как-нибудь? Có lợi tiếp theo, ví dụ như là cái việc đọc sách, đọc một cuốn sách một ngày thì có thể là khá là khó khăn, nhưng mà dù sao thì cũng sẽ có thời gian để mà đọc số lượng trang sách nhất định trong một ngày. Thêm nữa là cái số lượt bạn, số webinar trong một tuần mà bạn xem, hay là bạn đã có bao nhiêu cuộc gặp, những cái cuộc gặp mà dùng để thuyết trình công nghệ hay là tiếp thị trên Internet. Вы тоже умеете сами тоже читать, но хочу подчеркнуть вот самое нижнее, что быть положительным и конструктивным, быть проактивным, это очень важно, и тогда это будет складываться само по себе уже во многом. Còn nhiều điều khác, nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn đó là thái độ tích cực, xây dựng và luôn chủ động trong mọi thứ. И, наконец, дорогие друзья, таблица, которая вот мне задавали вопросы разные, я решил на них ответить очень просто. Главный вопрос был, а сколько мне инвестировать имеет смысл? И вот здесь я сейчас вам расскажу, сколько, а каждый принимает решение сам. Và cuối cùng thì chúng tôi muốn nói đến cái việc chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu, cái khoản đầu tư danh mục của chúng ta như thế nào. Thì chúng tôi sẽ nêu ra một vài ví dụ và các bạn có thể tự cân nhắc suy nghĩ. Для контраста я привел три возможных варианта пакетов. 378 тысяч, 1 150 тысяч и 10 миллионов. Но что они показывают? Если у тебя пакет такой, то при таком решении выплаты дивидендов 1% от стоимости, да, от стоимости, номинальной стоимости акции, то получаешь столько. Если у тебя столько, то ты получаешь столько. Если у тебя 10 миллионов, ты получаешь столько. Каждый принимает решение сам. Да, эти проценты могут быть совсем другие, значительно меньше. Ну тогда уменьши на 10 здесь, на 10 здесь и на 10 здесь. И ты поймешь, куда тебе следует стремиться. Trong đây thì chúng ta có 3 ví dụ về các cái gói danh mục 378.000 cổ phiếu, 1 triệu rưỡi hay là 10 triệu cổ phiếu. Thì ứng với mỗi cái đó thì chúng tôi có đề ra cái tỷ lệ chi trả cổ tức, có thể là 1% hay là 2%. Với trường hợp là 1% thì các bạn sẽ nhìn thấy bên cạnh là cái số số tiền cổ tức mà chúng ta có thể nhận được. Tất nhiên là cái con số này nó có thể khác nhau. Có thể là 1%, có thể là 10%, có thể là 0,1%, thì chỉ cần bỏ bớt những cái số hàng đơn vị đi thôi. Thì các bạn có thể dựa vào đấy và các bạn tự quyết định xem là chúng ta đang cố gắng vì điều gì, với mục tiêu như thế nào. Поэтому решение принимать тебе. Это может процент быть меньше, а может быть и больше в два раза. И, соответственно, это будет тоже больше. Так что, а уровень, он дается, и он зависит от портфеля, который ты для себя стратегически установил. Это может здесь и больше быть. Причем во Вьетнаме есть люди, которые значительно больше свой портфель определили себе, целевой портфель. А внизу приведены стратегические установки инвестора. С этим вы тоже можете как бы ознакомиться уже в рабочем порядке, получив вот эти материалы или скачав их отсюда прямо. Tất nhiên là cái số tiền như chúng ta vừa nói là cái này nó chỉ là tính toán sơ bộ thôi và nó có thể thay đổi. Nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây là nó phụ thuộc rất lớn vào cái số cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ.
Và không giấu gì các bạn ở Việt Nam cũng có những người còn nhiều hơn cái con số 10 triệu này. Dưới nữa thì các bạn có thể nhìn thấy những cái phương châm chiến lược cho nhà đầu tư. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết. Các bạn có thể tải về cái bài thuyết trình này. Итак, дорогие друзья, я был рад с вами пообщаться, передать вам то, что вот посчитал необходимым и какие были вопросы. И я передаю слово коллеге Франтишеку Соло. Строй Skyway. И идем дальше, друзья. И передаю слово коллеге Франтишеку Солору. Франтишек Солор, слово вам. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển lời cho ông Francis Sola và xin chào các bạn, chúc các bạn mọi điều tốt lành. Takže začínáme, jo? Jo. Dobrý den, přátelé. Xin chào các bạn ạ. Já jsem velmi rád, že se můžeme takto s vámi stretnout, aj keď nie osobně, tak aspoň formou této videokonferenci. Tôi cũng rất là vui mừng khi mà mặc dù chúng ta không thể gặp nhau được thì chúng ta cũng thông qua cái webinar thì sẽ gặp gỡ nhau ở trên này. Velice dobře, že vrátil před 10 dní z Vietnamu, z Hanoja. Vừa rồi thì được khoảng chúng tôi đã về đến Việt Nam khoảng chục ngày. Víte, ta situace dnes je mimořádně vážná, ale toto, že takto se můžeme my potkávat, svědčí o tom, že i v takovýchhle situaci my tento biznis z naší společnosti můžeme dělat nezávisle od toho, co se děje vonku. Có thể nói như này, mặc dù là cái tình trạng bây giờ thì cũng tương đối là nghiêm trọng, nhưng mà cái công việc của công ty của chúng ta ấy, tập đoàn chúng ta cũng hoàn toàn bây giờ cũng chưa phải là bị ảnh hưởng đến đến cái mức nguy hiểm lắm. Víte, aj tu velice mnoho lidí zůstalo, protože se zavřely závody, zavřely se fabriky, zavřely se provázky. No a lidi sedí doma a rozmýšlejí, co s nimi bude. Thì bây giờ thì tình trạng là những người bình thường ấy là các nhân dân về đang còn ở nhà, các cửa hàng đóng cửa, các cửa hàng cửa hiệu, hàng quán đóng cửa, rồi các cái nhà máy có thể công xưởng đang còn phải nghỉ. Thế bây giờ những người ở nhà bây giờ phải không biết là đang sẽ phải làm cái gì đây? Mnoho lidí sedí doma i rozmýšlá, no co s rodinou, jak zarobit peníze a hlavně, co je velice špatný, že lidi se bojí. Lidi se bojí, mají strach. Tình trạng bây giờ ấy là mọi người đều phải ở nhà và cũng đang tìm cách để kiếm tiền. Và điều quan trọng nhất là bây giờ cái nỗi lo sợ vẫn còn là bao trùm. Já vám chci říct jednu věc. Strach velice znižuje imunitu. Tôi chỉ muốn nói với bạn như này. Cái nỗi sợ hãi thì nó làm giảm cái sức đề kháng của con người. Já jsem všem poučoval. Včera jsem měl prezentaci pro rusky mluvících našich klientů. Pak večer jsem měl prezentaci pro anglicky mluvících.
A jednoznačne som každému povedal, nebojte sa toho vírusu, ktorý je všude okolo nás, ale sa pripravte na setkání s tým vírusem. Tôi thì cũng vừa rồi cũng làm việc tương đối nhiều. Ngày hôm qua tôi cũng có những cái buổi làm việc với cộng đồng người nói tiếng Nga. Rồi vừa rồi tôi có nói làm việc với một cái cộng đồng nói bằng tiếng Anh. Và hôm nay thì tôi làm việc với cộng đồng bằng tiếng Việt. Thì tôi muốn nhắn nhủ mọi người điều là đừng có sợ, không được sợ hãi, mà chúng ta phải đối đầu với nó. Jak jsem se vrátil, tak jsem dnes 11. den v karanténě. Jsem tu uzavřen, tyhletí místnosti u mě doma, sám. 11. den jsem tady, ale mám víc práce, jak jsem měl předtím. To je vůbec trở về từ Việt Nam. Và đã 11 ngày, thì 11 ngày vừa rồi á, là tôi tự cách ly và ngồi nhà, tự ở nhà một mình. Nhưng phải nói là cái thời gian vừa rồi á, tôi đã làm việc nhiều hơn những cái lúc mà tôi lại đi ra khỏi nhà. Ještě tady budu... A co si myslíte, když se vrátím von, půjdu nakoupit do obchodu, střetnú sa s niektorými lidmi, že ten vírus nebude okolo mňa. Ten vírus je všude. Thế các bạn có thể nghĩ rằng là nếu mà tôi mà trở về, tôi đóng cửa mình, tôi không đi đâu, không đi cửa hàng. Nếu mà tôi đi ra cửa hàng thì sao? Mà tôi cũng biết rằng là cái con virus ấy, nó có thể, nó bất kỳ ở đâu. Ale co ja dělám? Ja sa připravím. Na střetnutí s týmto vírusem. Jak? No, pijí hodně vitamínu, C vitamín, enzymy, alipas, čistění krve, ovoce, živé bunky. A vše tihleti výrobky jsem přines z Vietnamu. Thế vừa rồi ấy, thì tôi phải chuẩn bị, tức là với cái cuộc gặp gỡ, với có thể là với gặp với con virus bất kỳ ở đâu. Và tôi có thể nói như này, tôi cũng đã mang tất cả những cái thứ mà tôi có thể chống lại nó. Tức là để mà tăng sức đề kháng của mình, tăng ví dụ như là tôi dùng các loại vitamin này, về các cái chất, ví dụ như là cái enzyme này. Rồi các loại thảo dược, một số như là còn tế bào gốc này. Đấy, những cái thứ mà tôi đã mang về, mà phần lớn là tôi cũng mang về từ châu Á đấy, từ Việt Nam ấy. To je jedna věc. Druhá věc, chodím na procházku do zahrady. Nemůžu jít velice daleko. Chodím do zahrady, aby jsem se trošičku procvičil. Robím dýchové cvičení. Takto se, takhle se připravuje na střet s tím virusem, lebo já vím, že já ho střetnu. To když on bude, on přijde, já mu řeknu, hež, lebo moje imunita bude velice vysoká. Như vừa rồi ấy, thì tôi vẫn phải đi ra ngoài, tôi ra ngoài ngoài vườn và tôi tập thể thao, tôi chuẩn bị làm các bài dưỡng sinh, phải nói là phải chuẩn bị vì bởi vì mình bất kỳ ở đâu cũng có thể gặp cái con virus mà tôi phải có sức khỏe để chống lại nó và phải có đủ cái năng lượng đó là không để mà tăng cường sức đề kháng của mình. Tôi nghe imunity. Prosím tě, dajte preč ten hluk odsud a ten pes odsud odjde. Všechno je počut, všechno je slyšet. To je jedna věc, postarat se o svý zdraví, ale druhá věc je teďkom se připravit na tu situaci, která nastane od tu dobu, co tejto situaci, která teď nastala, bude konec.
Theo. Bây giờ ấy, chúng ta phải chuẩn bị cái tinh thần để mà gặp bất kỳ trong cái tình huống nào mà chúng ta cũng có thể gặp nó. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tăng cường cái sức đề kháng của mình thôi các bạn. Chị si myslí, že však já vyčkám. Já budu čekat 2-3 týdny a pak všechno bude, jak bylo předtím. No já vám povím, nic nebude tak, jak bylo předtím. Svět se proformátuje. A tahle ta situace bude trvat ne 2 měsíce, ne 4 měsíce. Půl roka, možno rok. Trong cái tình huống này thì tôi không thể ngồi nghĩ rằng là tôi phải ngồi ở nhà một tuần hay 20 ngày và mọi việc là nó sẽ có thể đi vượt qua được. Mà chúng ta có thể tính là cái tình huống này nó có thể xảy ra có thể đến hàng mấy tháng, có thể là nửa năm. Trong cái tình trạng đấy chúng ta phải sẵn sàng với đối đầu với nó. Vietname se zmení situace po tomhle období. Všechno bude jinak. Lidi se více budou střetávat nebo komunikovat online. A na toto období se musíme připravit. Vậy thì có nghĩa là chúng ta cần phải chuẩn bị với cái sẵn sàng với tình huống đó. Bởi vì cái chuyện này nó có thể xảy ra trên thế giới. Sẽ xảy ra ở trên Việt Nam và bất kỳ tất cả mọi khắp mọi nơi. Và cái chuyện này nó thể xảy ra trong một thời gian dài. Chính vì vậy mà công việc chúng ta phải làm ấy là chúng ta phải làm bằng công việc online. Místo toho, abych na televizi, na ty hrůzostrašné příběhy, které se tam omílají od rána do večera, tak teď máme příležitost ukázat tento náš projekt, tyto možnosti našim přátelům, našim známým. Là khắp nơi ấy, bây giờ chúng ta lại biết được câu chuyện tất cả khắp mọi nơi và chúng ta thể gặp hết mọi người đều là làm việc. Jak jsem říkal, mnoho lidí je teď doma. To jsou dva typy lidí. Jeden typ lidí, který mají peníze a teďkom přemýšlejí, jak ji investovat. Kde? Do jaký společnosti? Do jakých fondů? Druhý typ lidí jsou takový, kteří nemají peníze, ale chtěli by zarobit peníze. My jim musíme ukázat, když nemáš peníze, tak pojď, já ti ukážu, jak si jich vyděláš. A to je naše úloha. Có nghĩa là bây giờ ấy, chúng ta cần phải là liên hệ với nhau và sẽ làm việc với nhau qua trực tuyến. Và hãy nói rằng là, đấy, xin mời các bạn, nào, hãy đến cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng với làm với nhau. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm việc kiếm tiền bằng trực tuyến. Věřte mi, že když jim teď neukážeme tu možnost spolupráce s naší společností Skyward Community, tak jim to ukážu jiné společnosti. Teo, vypni si mikrofon, prosím tě. Tak jim to ukážu v jiné společnosti a budu investovat své peníze tam. To je teď náš cíl, naše úloha, aby jsme toto všechno věděli našim potenciálním partnerům vysvětlit. Như vậy là cái việc mà cái thông tin này về để làm việc online ấy, nếu mà bây giờ chúng ta không không đưa ra, không mời các bạn bè, không cho các bạn biết thông tin về cái công việc của Skyward Community của chúng ta ấy, thì hiển nhiên là các công ty khác họ vẫn cứ làm. Và các bạn biết là người ta vẫn ai cũng có mục tiêu của mình, có mục đích của mình. Thế nên bây giờ chúng ta hãy cố gắng để làm sớm càng tốt. Já bych se v krátkosti vysvětlil ještě jednou, co nás čeká
tento rok. Hiểu? Nên bây giờ ấy, bây giờ chúng ta là có hãy làm và chúng ta hãy, tôi có thể chỉ các bạn và trong năm nay chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề gì? Protože tento rok je pro Skyway technologii a pro celý náš holding velice výjimočný. Trong năm nay á, đối với tập đoàn của chúng ta thì đấy là một cái năm rất là quyết định. Teď tam se společnost připravuje. Vypni si mikrofon. Teď tam se společnost připravuje, aby měla vše certifikáty, vše povolení z finančních úřadů, abyste mohli zahájit představení Skyway coinu, SVG. V červenci v tomto roku bude prvá možnost zabezpečit si tieto SVG. Trong năm nay ấy, thì đã đến đã lúc mà tập đoàn đang chuẩn bị để làm các chứng chỉ, làm các certificate, các giấy phép và đã để bắt đầu cho cái chương trình của SVG. Có nghĩa là bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 là chúng ta có thể là bắt đầu đảm bảo các cái chương trình cái của cái token ấy, của coin SVG. Tyto tokeny budou v ponuknutí celému světu. Nejenom partnerům společnosti Skyward Community alebo společnosti alebo RSV. Všem. To je jedna věc. Druhá věc. Pan Junický velice jasně řekl, že tento rok je rok, když vycházíme z naší technologií na světový trh. A to je velice podstatná věc. Hôm nay thì có thể nói là token là đã đưa ra trình đạt. Và cái này là không chỉ cho khắp mọi nơi trong thế giới. Và không chỉ là riêng cho mỗi một đối tác của cái tập đoàn mà thôi, mà của dành cho tất cả. Điều thứ hai nữa là như ngài Unicoin khi đã nói ấy, thì là năm này là cái năm quyết định, bởi vì khi mà tập đoàn đưa công nghệ ra cho ngoài thị trường thì đấy là một điều mà chúng ta tất cả đều mong chờ. Čiže když se udělá STO Security Token Offering s našimi tokenami, pak přijede IPO Initial Public Offering a společnost pojede na burzu. Trong sắp tới, khi mà đưa cái chương trình token ấy ra cái với cái dạng hình thức là STO Security Token Offering thì tiếp theo là tập đoàn sẽ dần dần sẽ đi đến IPO, tức là đưa tập đoàn đến cái thị trường chứng khoán. Pan Junický vo svojom interview velice přesně pověděl, že my víme, co se děje vo světě. A teďkom si představte, před rokem byla nějaká kritika, proč společnost už nejde na burzu a tak dále. Teď si představte situaci, že kdyby jsme byli na burze, co by se dělo? Co se děje teď s těmi firmami, s gigantami, s velikými společnostami na Johnson Dam indexu 40% akcie těchto velikánů, amerických velkých korporací padly dole. A pan Junický velice dobře ví, vyčkáme, jak se svět vyvíjí situace a pak půjdeme na burzu. Thì do khủng hoảng, thì do những cái tình trạng COVID vừa rồi thì các cái hãng, các cái thị trường chứng khoán bắt đầu là cũng bị ảnh hưởng. Đấy, cũng như là những bên trên thế giới thì là nó bị sụt xuống rất là nhiều.
mà cái vấn đề đấy là hầu như là chúng ta đều biết cả ngày NFT ngồi đâu thì chúng ta phải biết được với cái tình hình chứng khoán nó như thế nào. Takže všechno má svůj čas. A všechno je tak, jak má být. Někteří z vás jsou v tomhleto projektu 4-5 let. Vydrželi jsme do této doby. Teďko můžu jen čerešnička na tortě vydržat a počkat si, kým naozaj technologii vyvedeme na světový trh. Ale to znamená, to značí, co musím být aktivní. Teďkom je doba, když je potřeba podpořit pana Junického, podpořit projekt, protože my chceme dokončit do Expa 2020 2,5 kilometrovou trasu do americké univerzity. My chceme, aby se projekt, reálný projekt centre Dubaja, 15-kilometrová trasa začala v tomto roce. Že proto pan Junický potřebuje od nás. Trong năm này ấy, là cái tình hình là cứ trên thế giới thì nó ảnh hưởng. Nhưng có thể nói như này, các nhà đầu tư của chúng ta ấy, đã các bạn là đã gặp đã vào cùng với đầu tư vào đây đã có những người đã 4 đến 4 hoặc 5 năm. Và trong thời gian vừa rồi các bạn đã chờ được một khoảng thời gian như vậy. Thì trong có thể nói là bây giờ cũng còn thời gian rất ngắn nữa thôi là đã sắp tới để thành công. Chính vì vậy mà trong thời gian gần đây thì cái gần cuối này thì đấy là trong lúc khó khăn là chúng ta cần phải biết được là sắp tới rồi, sắp thành công rồi. Và chính vì vậy trong lúc này là cái chúng ta cần phải có cùng nhau đoàn kết và cũng để trung thành cùng với ngài Unity để vừa hỗ trợ cho dự án, để thực hiện dự án và hỗ trợ cho ngài Unity để thực hiện công cuộc của mình. Jednu věc, děláme na úžasném projektu a dotáhneme ho do konce. Když jen bude trošičku možné, opět se vrátím do Vietnamu, opět se potkáme, uděláme konferenci pro takovou vědeckou konferenci, kde budou zástupci z dopravní univerzity v Hanoji, budou tam zástupci vědců, budou tam zástupci velikých firm. A já vám garantuji, že přesvědčíme pana Junického, aby přijel do Vietnamu, do Hanoje. Là cái dự án là chúng ta vẫn cứ tiếp tục và trong điều kiện sắp tới mà nếu chừng nào có thể được thì tôi sẽ sớm quay trở lại Việt Nam để gặp các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một cuộc hội nghị và trong đó là có đại diện của các ban ngành và tôi sẽ cố gắng để thuyết phục để mời ngài Unity cùng về cùng với các bạn. Víte velice dobře, že vás všichni mám rád, že miluji Vietnam. Ale vidíte aj to dopravnou situaci, která je v Hanoji či v Ho Chi Minh City, že kdo to vyřeší, když ne my. A pan Junický velice dobře zná, co děláte pro Skyway, co děláte pro naši společnost. On jednoznačně je informován a ví, že jste v rámci společnosti Skyward Capital. Skyward Community. Cho các bạn biết là hãy nói như này. Tôi là rất là yêu đất nước Việt Nam, tôi yêu các bạn. Và tôi biết các cái tình hình, các cái giao thông ở tại Việt Nam, tại thành phố Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi có thể thông báo nói với các bạn như này, ngài Unity cũng rất là biết về tình hình ở Việt Nam, cũng rất là biết về cái tình hình của các bạn và biết rằng là các bạn đây là một nhóm, một đội rất là tuyệt vời.
Takže tohle bylo všechno z mé strany. Já bych se vám chtěl samozřejmě poděkovat za vaši práci. Přeju vám hodně zdraví, přeju vám hodně štěstí, přeju vám veľa chutí do práce a budu velice rád, když se na budouce opět setkáme v Hanoji nebo v Ho Chi Minh City nebo v Halongu nebo v Danangu nebo v jiných krásných městech vo Vietnamu. Děkuji vám, že jste zde dnes byli. Děkuji Teovi za překlad a doviděnou na budouce. Určitě příští týden uděláme podobnou. Mějte se hezky. Tôi có thể là phía tôi thì có nghĩa là tôi cũng đã nói hết những gì mà tôi muốn nói rồi. Và tôi thực sự là muốn nói lời cảm ơn tới các bạn đã hôm nay đã có thời gian để lắng nghe. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong một ngày gần đây. Chừng nào mà có thể được sớm thì chúng tôi sẽ về tới Việt Nam cùng với các bạn. Và chúng ta sẽ tổ chức những cuộc gặp mặt, sẽ có thể là ở Hà Nội hay Sài Gòn hay Đà Nẵng hay là Hạ Long, bất kỳ chỗ nào mà chúng ta sẽ tổ chức một cuộc rất là ngày vui. Và rất cảm ơn và chúc các bạn là nhiều sức khỏe để sống để qua những cái vượt qua trong cái thời gian lúc này. Và hẹn gặp lại, sớm gặp lại. Xin chào. Rất là cảm ơn. Xin chào. Và cũng nhân đây thì thế cũng